Rồi hello chào anh em nha. Sáng nay mình với bạn mình vừa nghiên cứu được một ngỗng để đi ăn lễ nè các bạn ơi. Đây ngỗng đây là đâu phải đây là ngỗng đen các bạn. Ngỗng xám. Ngỗng xám. Để hôm là có loại ngỗng trắng, mà ngỗng trắng là người ở quê mình ít người ta ăn đúng không? Ngỗng đây là ở quê người ta thường nuôi, nó coi nhà là thích lắm các bạn ơi. Nó thích hơn kiểu thích hơn chó luôn á. Ồ. Để thở. Ồ. To lắm bạn ơi, không biết nữa. Ngỗng đây mà hình như ở nước ngoài có cái món gà ngỗng xông khói, để xíu mình trà món gà ngỗng luộc thử nó ngon như gà ngỗng xông khói không nha các bạn. Còn anh em nào nếu là fan của Sơn Dược thì sẽ biết bạn mình này có quay trong dưới clip mình mấy lần, một clip là ăn thịt mỡ nè, một clip là ăn ăn đường, bạn tuổi cùng mình luôn á, sát cho mình luôn, tướng vừa đầu đi thi giải thể hình thế giới bá về được 3 kìa. Ủa bạn dạo này công việc sao rồi bạn? Ổn, đều đều à. Dạ, yeah, cũng đều đều ấy. Bạn mình vừa đầu thi được giải bá rồi. Dạ khiến khách. Hôm nay chắc mình sẽ làm hai món nha. Ngỗng giả cày và tiết canh ngỗng. Làm hai món sẵn cho anh em mình ở sớm, một số anh em ở Sài Gòn về các bạn ơi, vừa quê ăn lễ này sẵn mình làm một con, kêu mấy anh em lâu ngày tập trung lại ngồi tâm sự xíu. Đây là gần 4 kg, hơn 4 kg. Đây là ngỗng xám ấy. Chúng hồi giờ mình chưa bao giờ mà ăn được thịt ngỗng ấy. Mà nghe mấy anh em kêu là ăn thịt cũng khá là ngon, nên hôm nay mình định mua một con ngỗng để về anh em mình làm thử ăn xem thử nó có ngon không nha các bạn ơi. Làm ráng không mang các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ chế biến con ngỗng này sạch sẽ rồi mình sẽ làm món tiết canh và món ngỗng da cày cho mọi người xem nha. Đây là cái thành quả của anh em mình làm con ngỗng sạch sẽ. Em thấy cái đùi mình đã khò rồi nha. Da cày mình khò nó mới thơm nha anh em. Dạ các bạn. Dạ. Sao đâu? Bạn ăn cho nó thấm vitamin bạn. Đây mình đã chuẩn bị rượu nha. Xíu nữa mình sẽ bỏ rượu vô mình đảo cho nó đỡ bị hôi nha. Cảm ơn, mình thấy cái thịt nó khá là chát nha anh em ơi. Được, tương đối chát nè. Ngỗng giả cày nó tương đối đỏ như thịt bò này, quý làm thêm cái cay cay nữa y ba ha, đúng không? Món này mình có bỏ riềng nhiều vô, riềng nhiều vô là ăn nó phê. Lần đầu tiên mình ăn thịt ngỗng luôn luôn anh em. Bây giờ thấy mấy người ở quê mình cũng hay ăn mà mình không ăn. Kêu ăn thịt ngỗng xui mà phải không ta? Ờ, đợt trước bạn tôi á ăn ngỗng bị tí xi. Xui à? Không phải, do mà ngỗng ngon quá ăn cái uống nhiều bia á, tí xi kêu xui. Mậu ngon quá uống bia nhiều cái đó thừa. Ăn con này xui, ăn con kia xui. Hay mình làm một món luôn bạn, hay khỏi làm tí canh bạn? Đây thì mình làm, nếu mình muốn ấy mình làm tiết canh quay cho anh xem nè, thử nó là sao. Còn không mình giả cày mình lấy tiết mình đổ vô nó cũng ngon đấy. Vậy cũng được, bây giờ mình kẹt cái phần đây ra nữa cho nó xem nha anh em. Cái lường nó cũng khá là to rồi, em thấy cái lường không? Bây giờ mình sẽ kẹt hết cái số thịt đây, sau đó mình sẽ bỏ rượu và gừng vô, mình đảo mình khử đi cái mùi hôi của con ngỗng ấy, ăn cho nó ngon miệng. Cái đa số nó bị hôi lông nha anh em, mình khử cái mùi hôi bằng rượu và gừng mình đập dập ra. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành úp gia vị nha. Đây gồm ớt bột, ớt tươi, sả, tỏi, củ hành và đặc biệt là riềng, mình cho nhiều riềng cho mình nấu cái món giá cày cho nó thơm nha.
Đây có thêm ít mỉ nó đúng bài luôn. Mình sẽ cho bột ngọt nêm sơ chạm nó, mình sẽ nêm lại đường. Muối hột. Hạt nêm. Và cuối cùng là dầu ăn nha anh em. Cho ít dầu ăn nữa. Sau đó mình sẽ đảo đều lên. Món này có thêm xíu mỉ và mắm tôm nữa, mới gọi là đúng chất lượng luôn. Anh em mình quyết định không có làm tiết canh nha. Canh lên bằng hoàng hoàng một công xui cái máy anh YouTube anh phạt mình nữa khổ. Nên mình không quyết định mình không làm tiết canh, mình xíu cái tiết ấy, mình sẽ đổ vô cái món giỏ cày này cho cái màu nó đang cho nó hấp dẫn. Sẽ bỏ lên đây, sửa lại bếp ấy. Bếp nó hơi bị chơi than. Ồ. Đúng bài luôn. Giờ mình sẽ mình bỏ lên mình đảo cho nó săn thịt rồi sau đó mình sẽ cho nước vào. Mình giả cày. Đó. Xíu nữa. Thế mình làm một trái dừa nữa, đổ rồi mình nấu cho nó ngọt. Đó sen này. Đây, mình nấu theo khẩu vị của mấy anh em mình. Mình đã cho nó sen. Đã cho sen, sau đó mình sẽ đổ nước. Đổ nước mình nấu sơ cho nó thấm đi. Sau đó cuối cùng mình sẽ cho nước nước dừa non vào, nước dừa nạo vào. Cái mùi riềng, giá cây mà riềng càng nhiều mà là mình thích bỏ riềng. Ăn rất là thơm. Riềng càng nhiều càng thơm. Đó, thì mình để cho nó sang, nó thấm gia vị nha anh em. Rồi bây giờ cái việc đa số đã sang và thấm gia vị nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình cho cái phần nước dừa nạo vô. Một trái. Thơm không? Thơm. Cho nước dừa nấu đúng bài luôn. Và cho thêm trái nữa. Nấu món này tốn nước dừa quá. Trái nữa, nấu cho nó ship lại. Rồi, ba trái dừa làm miếng khát nước quá. Rồi, để cho nó rút bớt nước lại. Ok. Rồi. Món này mình nấu khi nào cái nước nó xếp lại, nó cạn cái nước này nữa là anh em mình dùng bữa là vừa luôn, vừa đẹp luôn, hấp dẫn mà anh em. Ngỗng giỏ cày, nấu ba trái dừa đây thì nước nghĩ là chắc đỉnh lắm này, chứ nó có cái phần riềng, riềng mình bỏ rất nhiều riềng mà xả nên khi mình ăn cái miếng thịt nó rất là thơm nha anh em. Rồi bây giờ mình sẽ đợi cái món này nó rít nước lại, anh em mình sẽ lên món khi mà gần ăn á. Mình sẽ đổ cái tiết ngỗng vô, đổ tiết ngỗng mình đảo cho cái mèo nó sạm lại cho nó dúng cái mèo da cày. Ngọt nước này. Đúng rồi, ngọt nước đó. Rồi, ok. Bây giờ mình cứ ngồi đợi chờ cái nước nó tiếp lại là anh em mình thưởng thức nha. Rồi bây giờ cái nồi da cày của mình bây giờ bắt đầu nước nó đã xếp lại này. Thì mình sẽ bắt đầu mình đổ cái phần tiết vô nha. Cho nó lát cái nước mèo có tiết này. Đó. Đổ vào tạo thêm cái độ ngọt của cái son giả cày này anh em ơi. Đây tầm cỡ 5-10 phút nữa là anh em mình có thể dùng được nha. Quá hấp dẫn luôn. Lấy cái mèo tiết này. Cho nó đang xíu cho nó gọi là nó đúng theo giả cày. Theo đúng theo khẩu vị của anh em ngoài bác á. Bây giờ cái đây là mình thêm một ít mỉ và mắm tôm nữa là mới đúng khẩu vị của anh em ngoài bác. Còn ở quê mình thì mỉ thì không có mỉ anh em ơi.
anh em mình cho một ít tiết à, tiết ngỗng vô, nó tăng thêm cái độ ngọt của cái nồi da cầy của mình. Bây giờ mình sẽ nấu thêm cái tầm 10 phút nữa cho cái sò này nó rít lại rồi anh em mình dùng nè. Rồi bây giờ món ăn mình đã chín rồi nè, bây giờ nước đã xếp lại nén nè. Rồi hôm nay có mặt của anh Trí, người anh sớm mình, anh về anh ăn lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 luôn, nên nhưng mình có gọi anh Trí lên chung vui với anh em mình. Chào mọi người nha. À, anh Trí, còn dạo này công việc ổn không? Cũng bình thường em. Bình thường hả? Trí hôm nay để có món ngỗng giá cầy đây, kêu Trí lên dùng thử ăn với tụi em nha. Anh Trí cho ngỗng này hơi bị được nè. Được không? Ngỗng à? Ngỗng giá cầy. Đó. Quá bén vậy chứ. Hai bạn đưa mừng chén bạn. Không biết có ngon không? Cái đây nè là cái giá trị nhất của con ngỗng nè. Người ta kêu cái gan ngỗng nè. Gan ngỗng là giá trị nhất. Gan ngỗng xâm khoái. Hôm nay mình ăn ngỗng gan ngỗng vỏ cầy đi. Để mình dùng thôi. Anh em rót bia đi. Anh em hôm nay mình cũng ăn lễ sớm anh em ơi. Mình cũng chúc toàn thể anh em cô dì cho bác trên toàn đất nước và trên toàn thế giới có một ngày lễ vui vẻ bên gia đình và người thân nha. Rồi bây giờ cho mình xin 30 giây quảng cáo nha. Anh em có nhu cầu mua sản phẩm mực rim bên mình thì anh em cứ liên hệ trực tiếp Zalo 0937686139. Anh em cứ nhắn tin trực tiếp vào Zalo của mình. Zalo mình Zalo mở, anh em cứ muốn có thắc mắc gì anh em cứ liên hệ mình nha. Hũ ra 300g nha anh em, giá 140k trên một hũ, anh em mua 2 hũ miễn ship, anh em mua 4 hũ tặng 1 hũ. Cái hũ đây là mình dùng rồi nha, nên nó lưng chứ không phải là hũ 300g mà nó có bao nhiêu mực ra nha anh em. Chứ không khéo anh em kêu hũ 300g nhiều có mấy con mực, là sớm giờ anh Trí Dân Đạt ngầu ngon quá làm ít miếng còn bao nhiêu đây. Thôi, anh Trí, thôi mình đồng khởi ngay đi. Thôi, chúc mọi người ăn lễ vui vẻ nha. Rồi, mời mọi người nha. À, làm miếng thử gia vị của con em nấu ra sao anh đấy. Ui, nó thấm. Đã không? Nó ngon nhất cái thằng củ riêng à. Ừ. Riêng nhiều ngon. Tại miền Trung mình là không có mẻ như mắm tôm. Nên là nó còn đúng vị của miền Bắc là nó có thêm mắm tôm với mẻ. Đợt trước em có nuôi một thẩu mẻ mà anh em dùng hết cái đàng hoàng, cái chưa có thời gian nuôi lại. Anh Trí dùng cái đùi, cái cánh nó hơi cứng nha. Làm miếng sườn nè. Nên mềm không? Mềm phải không? Ngon. Ngon. Vừa mềm tới, không dai quá và cũng không mềm quá. Mời mọi người nha. Rất là đùi. Cái đùi nè. Tới công chuyện luôn. Ê bà, ăn mà trúng cái miếng riền á. Quá ngon. Đúng đỉnh luôn. Ăn miếng củ riền nó thơm. Hôm nay là chủ nhật. Hình như lễ năm nay là nghỉ được 5 ngày là không ta? 5 ngày. Để nghỉ 5 ngày. Chắc hôm nay chắc lễ anh em về quê cũng nhiều nè. Nhiều. Nhiều đúng không? Mấy trước mà mình còn hạt ở Sài Gòn và đi làm ở Sài Gòn anh em ơi. Mấy ngày lễ là trong về quê đó, mà nhờ lúc thời sinh viên khổ đâu có tiền về quê đâu. Lúc anh Trí biết nè, anh em mình lúc mình nhìn hiện còn khổ là anh Trí làm ra tiền rồi. Lúc đó là lên cuối tuần là anh Trí anh đi chợ anh mua đồ ăn đã đấy. Nên bè hơi mà cứ trong tới cuối tuần hay lễ là anh Trí lên nhà anh mua đồ ăn là phái. Còn kẹp theo hai chai quýt co bỏ trong ba lô đi rồi. Làm đó chứ. Cái thời đấy khổ mà có những người anh em rất là tuyệt vời anh em ơi. Nên tới hiện tại bây giờ anh Trí về là nghe tin Trí về là mình hú anh Trí lên anh em mình làm nồi liền đi bay rồi. Đấy nha, tình cảm anh em cũng mãi như vậy nha. Rồi mời mọi người nha. Đúng bài. Cái thời mình với anh Hiển còn đi học còn Trí là làm có tiền. Rồi lúc đấy mình đi học mà hậu đấy đi phù hộ ở dưới quận 2. Ngày
ngày thật sự ngày có 150 ngàn nè, mà mình hiển là chiều nó cơm, là nấu cơm đồ ăn nhiều á, sáng ngày là bỏ theo cà màng, mà trúng trời nắng á đồ ăn thiêu, mà thiêu cái trưa nhịn đói, đâu có tiền nó ăn đâu. À, đúng là nhiều cái kỷ niệm vô đó, anh em còn bị lừa nữa, đúng không, nhiều đóng tiền đi đi xin việc làm, cuối cùng bị nó dẫn xuống tuốt tục quận 2, nó thả như hồi đấy em 2011-12 gì á. Hôm đấy là đăng ký đi đóng tiền đi bóng giá của ông ta. Bóc xếp ở dưới cảng cắt lái bóc gạo xà lan. Bóc gạo xà lan. Nhiều kinh nghiệm. Bị nó lừa sao mà vô đó. Nó còn lấy trộm quần áo nữa chứ. Vui. Thời đó vui. Lấy trộm quần áo mới vui. Mặc quần áo buồn chứ. Hồi lúc đó khổ em. Nhiều kinh nghiệm. Đúng là nghèo gặp eo. Còn mấy đồng mà kêu để đóng tiền làm hồ sơ để đi làm bóc giá kiếm tiền, cuối cùng nó cũng lừa cuối cùng mớm luôn. Lóc toàn tập. Giờ thật sự mình vô Sài Gòn mình ở với mẹ cha hôm nay mấy ngày được, chứ bây giờ mình về quê nó quen rồi, bây giờ cảm giác Sài Gòn nó cảm giác mình nghĩ lại mình sợ Sài Gòn. Sài Gòn số bộ mà. Trước vô 15 ngày đi với anh Hải số 3 với chị Nga số 1 đi có đúng nửa tháng. Nản luôn, mệt. Nhạn bây giờ mình thấy Sài Gòn tự nhiên. Không còn để ai cũng ưng đi Sài Gòn ha. Tại bây giờ Sài Gòn công việc nó nhiều. Còn ở ngoài quê bây giờ nó vẫn có nhiều công ty, nhiều xí nghiệp người ta mở ra. Nên cái hướng đến Sài Gòn. Lúc mà giờ vừa thi tốt nghiệp lớp 12 là mình nói thật sự. Ở mình đây là nó chưa mở mấy cái cụm khu công nghiệp đồ ấy rồi. Không, chứ bề hôm mình đi học á, mình đi học mà xem cấp 3 là ức Sài Gòn, vì mà thấy mấy người đi trước là do Sài Gòn, mình cứ nghĩ là ước là được đi vô Sài Gòn, trong rồi học hết 12 rồi đi vô Sài Gòn cho biết đây biết đó. Cuối cùng vô quê bây giờ thấy mình sợ luôn. Nếu thật sự mà ở quê có công việc ổn định, thu nhập tầm có 7-8 triệu thì ở quê vẫn sướng hơn Sài Gòn. Sống thoải mái Sài Gòn. Đúng rồi. Nếu quê 7-8 triệu bằng Sài Gòn phải 15-16 triệu. Đúng cuộc rồi. Sống đó là chưa có con cái này chưa đổ vướng bận. 2-3 năm nay thì làm cái tầm cỡ nếu ở quê cỡ 7-8 triệu là ok, chứ mấy năm trước 5-6 triệu là quá ngon rồi. Mà ở quê nói thật sự chứ anh em hạn chế ăn nhậu, chứ ở quê mà làm 7-5 triệu mà làm ăn nhậu như mình chứ chết luôn, khổ luôn. Tung bài không? Anh em thấy cái màu tiết ngỗng mình bỏ vô, cái nước nó rất là ngọt luôn. Không có tiết ngỗng vô nó ngọt. Dưới cái màu nó sạm sạm nó mới trai cho cày. Nó thấm vô miếng thịt, thấm vô tới xương. Đúng rồi. Không để nghĩ ra mà nên ba trái dừa chứ. Ba trái dừa với tầm một tô nước nữa. Ba trái dừa với một tô nước nó còn bao nhiêu này nè. Đúng không? Còn biết cái độ ngọt là những cái đầu tinh tí là nó còn đậm lại nè. Ba trái dừa mà nó ngọt biết cỡ nào. Người miền Tây người ta kho cái gì người ta nấu cái gì đều đổ dừa, tại dưới đó trồng dừa nó đúng dễ. Rồi. Còn mình á, cái dừa quê mình là nó cao chót vót. Đúng không? Anh em thấy riền không? Riền xả rất là nhiều. Riền ăn nếu mấy món này anh em cứ bỏ riền càng nhiều càng là càng ăn càng phê, càng riền nhiều càng thơm, riền ăn tốt lắm. Ngẫm à, mấy nãy mình xử lý mình bóp với rượu anh đấy, đúng rồi, là nó không có bị hâu lông. Chứ đa số nhiều anh em không để ý, không xử lý gừng và dưa rượu là nó sẽ bị hâu lông. Đúng rồi. Đâu đấy. Sim đồ bị cháy được vậy á. Đúng rồi. Mình cứ luộc ra không là nó 2-3 hâu lông á. Đúng rồi. Do mình không mình xử lý chút rượu hoặc nếu như có giấm nữa, trà đi nó. Rượu hạt giấm. Đập thêm xíu gừng, đập thêm xíu gừng nữa. Đơn giản cứ rượu như gừng vậy. Đúng rồi. Sát lại trà. Quá ngon các bạn ơi. Ồ, nắng. Lần đầu tiên trong cuộc đời em ăn ngỗng này đấy. Như là đây là lần thứ hai hầu nhỏ, ăn cái lúc hầu nhỏ. Lần đầu tiên ăn ngỗng, đợt trước bạn em ăn ngỗng xui đấy, ăn ngỗng bị TC, do ngỗng ngon quá ăn uống nhiều quá. Ăn nhiều uống tại nhiều. Là uống nhiều chứ không phải là tại ăn ngỗng. Ấy là màu ngon quá. Màu ngon quá. Tí có thể cho anh em mình chai bia nữa không? Không biết bây giờ anh em chắc một số anh em là bắt đầu về quê rồi, với bữa nay là chủ nhật rồi mà chiều hôm qua người ta về rất là nhiều.
vậy hả? À đúng rồi, bữa qua là thứ bảy. Là thứ bảy người ta làm xong người ta về. Đúng rồi. Nhiều người xin nghỉ hôm thứ hai nữa. Nhất là mấy anh em ở miền Tây, ở Long An, Tiền Giang là bắt đầu nếu Vũng Tàu là bắt đầu đóng qua là về rồi. Dạ. Chiều hôm qua là cái đường mà về miền Tây là kẹt xe mà. Kiếm gì lại? Nên bắt đầu anh em mình em đang nghỉ lễ nhiều cho năm ngày lận mà. Năm nay dài, xin nghỉ thêm hôm thứ hai nữa là coi như nghỉ dài. Hôm nay nghỉ lễ hôm ngày 2 nữa. Năm ngày thì năm trước là mấy ngày ta? Năm trước như 2-3 ngày. Ba ngày hay sao? Không, mình thấy năm nay nghỉ lễ năm ngày là thấy thật sự nếu dạ. Từ trước tới giờ là nhiều nhất luôn á. Thật ra là cũng ngang ngửa với Tết. Ừ. Đang ngửa với nghỉ Tết. Sự nghỉ 5 ngày. Tết thì nó 6 ngày chứ mà thành ra cũng còn 5 ngày. Mà nghĩ nếu thật sự nếu về quê là nhiều nhất là anh em khu vực miền Nam và miền Trung mình nè, với miền Bắc là xa sâu. Chứ chi phí cao quá, thật sự nếu về thì một số những anh chị làm ăn thành đạt có chút điều kiện là đi máy bay. Đúng chứ nãy 5 ngày mà đi xe khách đi rồi vô mất cả 2 ngày hơn 2 ngày rồi là đâu còn đi thời gian nữa. 4 ngày rồi. Đúng rồi. Về 1 ngày thì sao thôi ở Sài Gòn. Đúng rồi, tốn tiền nữa. Đủ mà thứ tiền. Năm nay thì kinh tế nó khó khăn. Khó khăn. Ít được về. Đúng. Trong tình hình kinh tế năm nay xuống dốc quá. Đó tình hình chung mà. Ế ẩm ấy. Trong nghề nào cũng khó khăn á. Nhưng mà cố gắng anh em ơi. Trong nghề nào nó cũng có cái khổ đi á. Nhưng phải anh em kêu thấy mấy em làm YouTube rồi sướng đâu, cái gì nó có hai mặt. Nếu sướng là ai cũng làm chứ không tá được được mấy anh em mình đâu. Phi thương thì bất biến. Đúng không? Chính xác. Ngày xưa toàn là đi học, đúng không? Đúng rồi. Ngành khác, bây giờ phải về là bán mực rim. Đúng rồi. Cái gì buôn bán mới gọi là mới tạo ra đồng tiền được. Đúng rồi. Bây giờ mình còn sức khỏe, còn trẻ, mình còn khả năng làm thì mình cứ cố gắng chừng nào mình tim này... thấy khả năng thôi. Chứ bây giờ cuộc sống mà. Tim nóng. Vô đây bạn. Anh Trí thì về quê thấy không khí nó mát không? Y bà, hàng bình, rất ngon. Sống trong miền Nam đợt này nắng nóng ghê lắm. Nhiều chỗ bây giờ không có nước để sinh hoạt. Đúng không? Phải mấy anh em trên Sài Gòn đêm nước rồi mấy anh em Tây Ninh bị nhiễm mặn sao ta? Hay là bị hạn hán? Bị nhiễm mặn mà vừa bị hạn luôn. Không có nước dự trữ để sử dụng. Bây giờ tới nỗi mà nước uống mà gọi là còn khó khăn mà uống gì nước sinh hoạt nước tắm. Bữa giờ rồi coi video clip anh kia anh kêu bây giờ anh đi thẳng ra đồng luôn chứ bây giờ anh đâu có nhà vệ sinh thì bắt đầu đi nước đâu dội. Đúng đi rồi. Ra đồng đào lỗ xong chui luôn. Đúng rồi. Tốt đất. Hình như hậu giờ miền Tây mới đợt ra đầu tiên đúng không ta? Năm nay là năm hình như là đầu tiên mà hạn mà thiếu nước như thế này luôn. Rồi trầm trạng đúng không? Năm nay gọi là xếp hàng để lấy nước sinh hoạt, lấy nước uống. Thấy nhiều anh chị cô chú gọi là những chuyến xe nước không đồng á, những mạnh thường quân á. Chuyển xuống miền Tây thấy rất ý nghĩa luôn anh em ơi. Bây giờ ở trong khu vực miền Tây thì những cô chú chắc đang trong mưa mưa mới cứu được thôi chứ em. Bây giờ ở trong đó trồng sầu riêng này kia rồi, vừa ngập mặn mà vừa thiếu nước nữa. Sầu riêng cánh mà Tiền Giang Bến Tre rồi chết nhiều lắm, khổ. Tội người dân mình thật sự, như ở quê mình vậy, thật sự mà làm lúa bao nhiêu đâu mà xui trúng cái đợt vô tháng 10 tháng 1 là lũ lụt quá. Là thật sự cho mình ở quê là mình người sức phát điểm là một người dân quê, một người dân gốc rạ luôn anh em ơi, nên mình thừa hiểu những cái gọi là những cái thiên tai nó khó khăn đến người dân như thế nào thật sự luôn. Thiên tai miền Trung mình thì nhiều lúc nó vô bờ bến lắm. Đúng rồi. Nhiều lúc chiều hôm nay cắt lúa xong tính ngày mai để đem về, tối nay nó đánh tận mưa lục trôi đi hết, coi như mất mấy tháng không còn trắng tay luôn. Như đơn giản như bọn heo, các anh em lục 2016 là lớn nhất ở mình luôn. Đúng rồi. Là bò heo rồi chết biết nhiêu thật sự luôn, là lục lịch sử ở quê mình luôn. Thì mình cũng nghi một cái mốc hầu là cái năm 98 không kêu lục lớn, có một thằng lục lớn lắm. Đấy nhỏ quá. Nghe người lớn kể lại. Rồi anh em ơi.
Hôm nay cũng cuối tuần, sẵn có mấy anh em ở sớm mình về quê ăn lễ nên mình cũng làm món ngỗng giá cày, sẵn mấy anh em mình ngồi tâm sự một xíu. Bây giờ mình chắc mình cũng xin dừng clip ở đây. Chúc mọi người, anh em toàn thể trên toàn Việt Nam, những anh chị, cô chú có một ngày lễ bên gia đình và người thân nha. Thì mà anh Trí, sao anh có đàn nào gửi đến khán giả anh đi? Thôi, hôm nay toàn mời mình cái món ngỗng giá cày. Thì gọi là để ăn lễ. Thôi mình chúc mọi người đợt lễ này về với gia đình, về với người thân, ăn một cái lễ thật là đầm ấm, thật là ý nghĩa. Còn những anh em nào mà về lễ không được thì cũng cố gắng, đừng có buồn. Nói chung là thôi ráng cố gắng năm sau đi về với gia đình, hoặc là Tết về cũng được. Do cảm giác mình ngày trước thì mình cũng mang muốn là những ngày lễ này về chơi với gia đình và anh em bạn bè mà không có tiền. Nhưng bây giờ đúng là nên kinh tế quyết định tất cả luôn anh em ơi. Bây giờ mấy anh em mình cũng xin dừng clip ở đây. Hẹn mọi người vào những video tiếp theo nha. Chào anh em. Chào mọi người nha.